chào mọi người. Welcome back to my channel. Welcome back to you guys. Well, today I'm feeling girly, so please excuse me. Các bạn ơi, hôm nay Duy sẽ trở lại với một video về skincare, là về chăm sóc da. Nếu như các bạn mà đã xem channel của Duy một khoảng thời gian lâu á thì biết là Duy không quan tâm rất là nhiều về skincare, về phần dưỡng da của mình, và Duy rất là ít khi thay đổi cái thói quen về dưỡng da của mình lắm. Bởi vì kiểu như cái nào mà dùng tốt rồi á, ngại thay đổi cái khác á thì nhiều khi bị dị ứng hay là bị nổi mụn gì đó. That's happened. Well, da của Duy á thì nói chung là cũng khá là ổn, nói chung là da dễ chịu á. Nhưng mà nếu mà dùng cái sản phẩm nào mới, make up mà không hợp á là phản ứng liền luôn, không có cần phải mà chờ một khoảng thời gian sử dụng vài ngày hay gì nữa, là that's hợp. Thì cái chuyện đó đã xảy ra. Gần đây thì Duy có sử dụng một loại kem nền mà hình như là nó không có phù hợp với da của Duy cho lắm, nên cái bạn da không được happy. Lúc đó Duy cảm thấy là cái da của Duy nó hơi bị mẩn đỏ đó, với lại cái pore là cái lỗ chân lông thì như là nó hơi bị lớn ra. Mà Duy thì hay bị nổi mụn đầu đen nữa, đặc biệt là ngay vùng mũi lên. Duy không có được vui cho lắm về cái tình hình lúc đó, nên Duy mới sử dụng một cái sản phẩm gọi là nước hoa hồng, toner. Thật ra thì Duy cũng rất là ít khi sử dụng cái nước hoa hồng, nhưng mà khi mà cái sản phẩm này nó claim là nó sẽ làm dịu nhẹ những cái vết mẩn đó và làm cho cái lỗ chân lông của mình nhỏ lại, thì cái tình huống đó thì cái sản phẩm chúng ta thì Duy thử thôi. Và khi thử trong khoảng thời gian khoảng một tuần á thì Duy cảm thấy là it's really work. Nhưng mà những cái thay đổi này về da của mình thì rất là subtle thôi, là rất là nhỏ thôi. Nhiều khi bản thân mình thì sẽ thấy được, nhưng mà những người khác thì người ta thấy ôi nhìn không có gì thay đổi hết, hiểu ý gì nói không? Sản phẩm mà Duy vừa mới nhắc tới cho các bạn, I hope it's focused, hy vọng là nó sẽ focus cái sản phẩm này chứ không phải là cái mặt của mình. Đây là sản phẩm Carofi Potulaca Toner. Potulaca là tên của một loại lá ha. Duy nhớ là cái này là cái anyway, lá của loại rau nào đó. Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm như phải nói đến chính là bao bì của sản phẩm. Duy thích nhất là những loại bao bì như thế này, nó rất là đơn giản nhưng mà nó straight to the point. Từ những hứa hẹn của sản phẩm, từ những tinh chất của sản phẩm, từ cái màu của sản phẩm và những cái ingredient là đều rất rõ ràng trên bao bì. Ngay cả hạn sử dụng và website, mọi thứ đều làm cho mình cái cảm giác tin tưởng hơn. Và một điểm nữa của sản phẩm là có tiếng Anh. Điều này làm Duy cảm thấy rất là happy. Tại vì thỉnh thoảng có những sản phẩm của Hàn Quốc hoặc của Nhật chẳng hạn, toàn để tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật thì sẽ không hiểu rõ về sản phẩm hơn. Và cái sản phẩm này là The Botanical Extract Calm the Irritated Skin and Make it Smooth. Chính vì vậy nên Duy đọc thấy cái phần tiếng Anh này là ok, giờ sử dụng thử trên da của mình xem có đỡ mẩn đỏ hay không, có cái lỗ chân lông nó có nhỏ bớt hay không. Và Duy sử dụng 4-5 lần thôi, khoảng một tuần thôi, là cái nốt mẩn đỏ đó là nó go away, disappear, là nó không có còn ở trên da nữa. Và lỗ chân lông nhỏ hơn một chút hay không thì cái đó thì Duy cũng không có chắc lắm, bởi vì đâu có thước nào mà để đo lỗ chân lông đâu. Nhưng mà tóm lại cái làn da Duy trở nên nó better, nó smoother, là nó mượt hơn là lúc trước, mà Duy cảm thấy rất là fresh nữa, nên Duy thấy vậy là ổn, nên Duy cũng muốn làm video này để recommend cho các bạn. Đây là một sản phẩm của Hàn Quốc nha, nhưng mà phần lớn trong cái sản phẩm này Duy đọc ingredient là toàn những tinh chất rất là tự nhiên, nên Duy nghĩ là nó sẽ không có đến nỗi mà làm cho Duy cảm thấy bị dị ứng hay gì hết. Anyway, that's it. Một cái chai của sản phẩm này như Duy đã nói trước là 300ml. Và dưới đáy chai thì có ghi rõ ràng ngày sản xuất và hạn sử dụng. Điểm này thì rất là ưng. Và sản phẩm có màu trong suốt, tức là không có màu. Khi mà Duy sử dụng sản phẩm này thì Duy sẽ sử dụng một cái bông tẩy trang, và Duy sẽ cho một ít sản phẩm lên cái bông tẩy trang đó, sau đó nhẹ nhàng sẽ lau hết trên cái vùng da mặt của mình, đặc biệt chú trọng vào cái vùng T-zone, tức là vùng chữ T ngay phần sống mũi và trên cái phần chân mày một chút. Sản phẩm này thì một ngày Duy sử dụng 2 lần. Một lần là khi mà Duy ngủ dậy, và một lần khi mà Duy sau khi đã tẩy trang hết rồi, và trước khi sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da khác thì Duy sẽ sử dụng sản phẩm này. Và đôi khi nếu mà Duy muốn trang điểm
buổi tối hoặc là buổi trưa hoặc là buổi sáng gì đó. Thì trước khi trang điểm thì sẽ sử dụng một chút xíu toner này để chuẩn bị cho làn da của mình trước những cái bước trang điểm. Cái mùi của sản phẩm này thì mùi nó rất là tự nhiên luôn, cảm thấy nó rất là kiểu như là gentle chứ không phải là mùi nước hoa mà thơm nước mũi. Những cái loại sản phẩm mà nó có nước hoa mùi nhiều quá mà thơm nước mũi là như sẽ không có thích và không lựa chọn, bởi vì cảm giác như là nó có nhiều hóa chất á nên nó mới được thơm vậy á. Còn mùi sản phẩm này thì như là mùi tự nhiên mà mùi lá cây. Nhưng mà những sản phẩm thế này hoặc là những sản phẩm không mùi thì rất là tin tưởng để sử dụng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhận xem sản phẩm này perform như thế nào nha. Các bạn ơi, video ngày hôm nay đã hết rồi. Duy cũng rất là hy vọng các bạn thích video này và Duy hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn một chút xíu trong việc lựa chọn những cái sản phẩm toner, nước hoa hồng cho làn da của mình. Nếu mà làn da của bạn nhạy cảm mà dễ bị dị ứng hay là dễ bị nổi mụn thì Duy nghĩ sản phẩm này sẽ rất là phù hợp luôn. Và cái sự dịu nhẹ của sản phẩm thì đương nhiên bạn cũng có thể sử dụng trước khi mình bước vào các bước make up như Duy vậy. Rồi, video này đến đây đã hết rồi. Duy rất là hy vọng các bạn enjoy, các bạn thích những cái video như thế này. That's it. Mọi thông tin về sản phẩm Duy sẽ cố gắng để trong cái hộp thông tin bên dưới. Duy cũng xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Thank you so much for watching this video. Và nếu các bạn có request những yêu cầu về cái video nào thì các bạn có thể để cái hộp thông tin bên dưới. Anyway, and I hope you have an amazing day whenever you are anywhere in the world, of course. Until the next video. Bye. Sẽ đi em làm thơ tình anh nào từ.